Thắng bán cho khách hàng, Thắng cũng có thay lớp mới cho ảnh đó nè. Chúng ta chỉ có dùng thôi, chứ không có cần trang bị gì thêm nữa anh chị. Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Hôm nay thì Thắng có đi mua một chiếc xe của một anh khách quen á anh chị. Hồi xưa thì Thắng bán cái xe này cho ảnh. Thì xong rồi ảnh cũng chạy một thời gian á, chạy dịch vụ một thời gian, nhưng mà không có đủ cái khả năng để mà trả góp ngân hàng á, cho nên là quyết định bán lại. Thì đối với mẫu xe này á thì nó không có giống như mọi xe mà Thắng mua, tại vì anh khách hàng lỗ nhiều quá. Và nói chung thì Thắng cũng cố gắng làm việc với công ty để mà thu lại cái giá tốt nhất cho ảnh rồi. Nhưng mà thị trường nó thay đổi anh chị, thì bắt buộc thì bên Thắng cũng phải điều chỉnh theo thôi đó. Thì thông qua cái video này á, thì Thắng cũng chia sẻ đến anh chị á, thì khi mà anh chị vay ngân hàng để mà mua những chiếc xe á, để chúng ta chạy kinh doanh hay là chúng ta đi đình, thì chúng ta phải tính toán thật kỹ nha. Tính toán về cái khả năng của chúng ta nè, thu nhập nè, rồi cái việc kinh doanh nó có thuận lợi hay không thì chúng ta hãy quyết định. Chứ nếu không thì anh chị sẽ rơi vào cái tình cảnh đó, là cái xe mình mua về mình chạy không có thành, rồi mình bán lại, mà xe cũ thì anh chị biết đó, bán lại lỗ rất là nhiều luôn đó. Thì đối với mẫu xe này anh khách hàng lỗ đâu đó gần khoảng 200 anh chị, khoảng 200 triệu thì mới chạy được có 3-4 tháng à. Đó, thì đó là một câu chuyện cũng rất là buồn luôn. Thì Thắng hy vọng là anh chị liên hệ Thắng để mua xe thì cái xe đó sẽ gắn bó lâu dài nha, chứ bán lại như thế này Thắng cũng không có được vui cho lắm mấy. Đó, thì hy vọng là anh chị sẽ tính toán thật kỹ, và khi liên hệ với Thắng để mua xe thì cái xe nó sẽ gắn bó lâu dài với anh chị. Và chiếc xe này là Innova số sàn 2019 nha anh chị. Xe đi được có 56.000 cây à, hoạt động bánh kim. Thì Thắng mới vừa lấy về, xe nó cũng có một số vết chạy xước à. Hôm trước khi mà anh khách hàng anh mua thì xe đi được có 33.000 cây à. Anh chạy thì lên được khoảng độ 56.000 cây, thì km hiện tại đang là 56.000 cây nha. Đó, xe thì hôm trước khi mà Thắng bán cho khách hàng, Thắng cũng có thay lớp mới cho ảnh đó nè. Đó, thay lớp mới năm 2022 nè anh chị, 4 chiếc lớp mới luôn. Đó. Rồi bên trong xe thì cũng trang bị đầy đủ, như là ghế da nè, đầu Android, camera hành trình, đầy đủ hết. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Hôm trước khi mà anh lựa chọn mua mẫu xe này, tại vì đi gia đình á, rồi cái chất xe còn đẹp quá, cho nên là anh mua xong về thì ra biển vàng, chạy dịch vụ, chạy ráp, rồi chạy khách hàng quen á, nhưng mà cũng không thành mấy. Và cho nên là anh khách hàng bán lại đó, bên trong xe nè. Mặc dù là mới về bên Thắng chưa có làm đẹp, chưa có vệ sinh gì hết, nhưng mà xe cũng rất là đẹp nha. Lớp thì ngon lành luôn anh chị đó, 4 chiếc lớp Rigaton thay trong hãng luôn đó. Sau xe thì có camera dê nè, rồi hai cảm biến, xe biển thành phố. Đó, bên trên thì có một trần nha, một trần rồi giải sàn. Đó, thì đối với mẫu xe này anh chị mua về chúng ta chỉ có dùng thôi, chứ không có cần trang bị gì thêm nữa anh chị, tại vì nó đủ hết trơn rồi, nguyên hiện trạng xe. Xe 2019 mà đi được 50 mấy ngàn cây là đi ít đó anh chị, đi ít á. Có những xe mà bên Thắng lấy về thì có khi chạy 70 mấy ngàn cây, có khi chạy trên 100 ngàn nữa. Đó. Thì đăng kiểm đường bộ nè, tháng 6 năm 2024 nha, còn tương đối xa anh chị. Và mẫu xe này thì bên Thắng sẽ tiến hành kiểm tra nè, làm đẹp xong khoảng chắc khoảng độ tuần lễ đến 10 ngày nó xong anh chị. Tuần lễ đến 10 ngày sẽ xong. Thì anh chị có nhu cầu về những xe này thì chúng ta cứ lên coi nha, lên coi thực tế để chúng ta nắm được cái chất, cũng như là có thể là cân nhắc cho thật kỹ để mà lựa chọn đi gia đình hoặc là chúng ta chạy kinh doanh nha. Và mẫu xe này về bên Thắng sẽ chào bán với mức giá là 550 triệu nha anh chị, 550 triệu. Xe thì vẫn còn có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 4 năm, anh chị trả trước là 30% nha. Đó, một vài phút để mà chia sẻ đến anh chị về mẫu xe Innova 2019 này. Và cái điều quan trọng hơn hết là Thắng muốn gửi đến anh chị á, là khi mà chúng ta quyết định mua chiếc xe cũ hay xe mới đều giống như nhau hết anh chị. Đó, nhưng mà chúng ta phải tính toán nha, tính toán đến cái nhu cầu của chúng ta nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khả năng của chúng ta, nếu mà chúng ta mua vay ngân hàng á, thì khả năng chúng ta thanh toán hàng tháng nó có đủ hay không đó, để mà tránh rơi vào cái tình trạng là áp lực về tài chính á, rồi chúng ta bán lại xe thì nó lỗ rất là nhiều luôn. Thì hy vọng là anh chị sẽ hiểu được những gì mà Thắng chia sẻ đó.
Rồi, Thắng cũng xin kết thúc video tại đây nha. Và hẹn lại anh chị ở những video lần sau.